Dạ Phạm, xin chào các bác ngư dân. Đây là một số loại dây dùng cho lưới kéo cá và lưới đánh cá, lưới leo tọc. Đây là một số loại dây cơ bản để em chia sẻ với các bác các kích thước và cái cách sử dụng các loại dây tại chỗ Gia Phạm nhá. Ở đây là đây là một số loại đang dệt đang okay. Máy đang chạy rồi. Đây đây là một số mẫu cơ bản. Đây là một số mẫu mà em đang chuẩn bị gửi cho khách nhá. Đây ví dụ như là đây là dây dây phi 4, dây phi 4 thì bằng ngón tay út của em này. Đấy, dây phi 6 thì bằng ngón tay trỏ của em đây ạ. Đây đây. Dây phi 6 thì bằng ngón tay trỏ của em như thế này. Đấy, còn ngón dây phi 10. Dây phi 10 thì bằng ngón tay cái như thế này. Dây phi 12 thì dây nó to hơn nữa. Và một số loại dây. Dây bên này. Đây là dây phi 20 thì nó bằng ngón chân cái nhá các bác nhá. Đây, các loại dây, dây đi dừng dưới trên này, dây xe tích. Đây phi 2 này. Phi 2 thì bằng cái đầu đũa nhỏ xíu ấy. Đây tùy từng mục đích sử dụng cho các lưới kéo cá. Đây các dây này rất là dai bền nhá, không bị ải dưới ánh nắng. Đó. Các bác còn vấn đề gì băn khoăn gì về lưới kéo cá, các loại phụ kiện cho lưới kéo cá, lưới đánh cá thì để lại tin nhắn dưới bình luận. Không buồn không sao các bác nhé.